5 động tác giúp giảm mỡ bắp tay hiệu quả. Động tác thứ nhất, hít đất nữ. Động tác thứ hai, nếu như mà các bạn tập với gạch thì sẽ tăng hiệu quả hơn. Động tác thứ ba, các bạn hãy sử dụng tạ nhé. Động tác thứ tư, lần này các bạn sử dụng hai tạ để nâng hai cánh tay nha. Và động tác cuối cùng, gập tay. Phụ nữ chúng mình ai cũng sợ bị mỡ ở bắp tay, điều đó làm cho các bạn mất tự tin và mặc đồ không có đẹp. Vậy nên là các bạn hãy chăm chỉ tập luyện 5 động tác này mỗi ngày, sau khoảng 1 tuần thôi các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Và hãy nhớ chia sẻ để tất cả chị em phụ nữ của mình đều tập với nhau nhé. Minh Minh cùng gia đình bạn chăm sóc sức khỏe chủ động.